Tiếp tục chào đón lô CD cho các bác ạ. CD về cho bác đây. Còn lô tuần nữa. Sang tuần tới đây thì em về loa cao cấp cho các bác. Tannoy về rất nhiều bác nhé. Mấy chục đôi Tannoy luôn. Loa Tannoy rồi là âm ly đèn. Âm ly Acuphase có hết cho các bác. Các bác thích cao cấp thì em lấy cho một số bác cao cấp. Sau đây là CD. Đây là những chiếc đầu CD. Em bao tình trạng hoạt động tốt cho bác nhé, bắt đọc tốt cho bác ạ. Trước khi đi cho bác em đều test, em kiểm tra hết, đọc tốt em cho đi, không đọc hủy. Chưa, nhưng các bác yên tâm, hàng bao hoạt động tốt. Còn sau đây em chỉ giới thiệu cho bác là số thứ tự, giá thành và mã của đầu CD. Và sau đây mời các bác vào với lại clip giới thiệu số thứ tự luôn nhé. Bắt đầu từ con số, em quay nó hơi ngược sáng, nó hơi ngược ánh sáng từ ngoài vào nên nó nhìn cảm giác nó hơi khó chịu, có thông cảm nhé. Đây em nghiêng kiểu này cho bác nhìn nó dễ. Đấy, nó đen hẳn lên nó dễ. Con này có số 75, giá 1.3 triệu. Vì quay như này thì các bác mới nhìn thấy là con đầu này còn đẹp, rất rất đẹp như này. Chứ quay kia nó ngược nó mờ hết các bác không biết. Số 75, giá 1.3 triệu. Đó là con đầu Victor, model của nó là XLV231. XLV231. Tất cả mặt mũi đẹp nhá, chưa có xuất sắc gì cả. Em quay nghiêng này cho bác nhìn cho rõ hơn. Tất cả đây đầu CD size lớn trên 40 hết ạ. Xuống con số 76, cũng là con Victor, con này giá 1.5 triệu. Con này Victor đời cao hơn, độ dày và mặt phay nó khủng hơn. Đây là con đầu Victor XLZ221, tất cả mặt phay cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây em giữ cái đấy được nhá, cho bác nhìn, cho bác nhìn ngược sáng. Xuống phía dưới tiếp tục, đó là con CD LD, con này chạy được cả đĩa LD này. Có đĩa LD là đĩa to này, có nhìn khay đĩa to này. Ở giữa đây là cái đĩa CD này. Đấy. Dòng này là nó ghi là CLD Z1. Con này số 77. Nó đây, nó có chạy được đĩa LD này, đĩa CD này. Đấy. Số 77, giá 600k. Nhưng dòng này đa số là test đĩa LD thôi bác nhá. 600k, 600.000. Các bác nào thích chạy đĩa LD về. Xuống tiếp tục phía dưới nữa lại một con chạy đĩa LD nữa. Con này chạy đi LD nhá, báo các bác là chạy đi LD đấy. Số 78, giá 800.000. Đó là con Pioneer CLDK11. Số 78 giá 800.000. Xuống dưới nữa là có là hai con đầu Victor nhá. Hai con đầu Victor. Con Victor bên trên là XLF503, con dưới cũng F503. Hai con giống hệt nhau. Con số 79 giá 1.3 triệu. Con số 80 để cho các bác giá 1 triệu, bởi vì tại sao nó rơi mất cái tem này rồi. Em ghi đây là giá 1.3 triệu nhưng em thấy mất cái tem này rồi, mất cái tem của con Victor này. Đấy, 1 triệu. Em sẽ chỉnh luôn xuống số 1 triệu cho các bác luôn, nó nhanh. 10. Quay tiếp sang đến bên đây, sang đến bên đây nữa. Đến bên đây nữa đó là con Technic. Con Technic này là con đầu 4 số luôn ạ. Technic này quay nghiêng lại kiểu này nó vẫn bị ngược sáng, để tránh ngược sáng cho các bác đấy, bị ngược sáng quá các bạn, không cả nhân viên xếp rồi bây giờ bắt nó chỉnh, nó bị ngược sáng quá. Em chọn một cái hướng nó hợp lý cho bác. Đây, đây là con Technic SLP 3715P. Các bác đợi em chút nhé. Để em quay sang em bật cái công tắc lên cho nó sáng, một cái đèn này lên cho nó đỡ ngược sáng em nào. Còn đỡ ngược sáng chưa? Nó sẽ đỡ hơn đấy, sáng hơn. Còn đa Technic này P3715P 4 số luôn. Mặt mũi đẹp, không có xuất sát. Em báo tình trạng em nhìn cho các bác luôn, còn xuất sát em sẽ báo. Số 81 giá 1.6 triệu. Đi tổ luôn. Con này nhá, siêu đẹp luôn. Xuống con tiếp theo đó là con Sony. Con Sony tiếp theo, số 82 giá 1.6 triệu. Đó là con Sony 770. Hàng tất cả đẹp nhé. Con nào xuất sắc ở đâu sẽ báo xuất sắc các bác. 70. Con xuống dưới tiếp tục nữa, đó là con Sony. Con này là con số 83 giá 1.6 triệu. Con Sony này là con Sony CDP-XE500 500 83 giá 1.6 triệu.
Con tiếp theo nữa là xuống là đó là con số 84 giá 1,7 triệu, đó là con Kenwood DPF 3030, mặt luôn, mặt trắng tinh luôn, nhìn chưa, DPF 3030 số 84 giá 1,7 triệu. Hai bốn pit driver gì hay rồi. Con xuống số con 85 giá 1,3 triệu, đó là con Pioneer CLD 110, con này chạy đĩa LD và đĩa CD nhá, nó có đĩa LD và đĩa CD thì phải. Đây cho này em nhìn ra này, đúng rồi, CLD 110 con Pioneer, đây là con đĩa chạy đĩa LD đấy, giá 1,3 triệu, đĩa to đấy. Xuống tiếp tục phía dưới đó là con Sony, con này bác nào thích kỳ sưu tầm từ này. Sony cũng chạy đĩa LD, số 86 giá 600.000. 600.000 chạy đĩa LD. Sang đến con số 87. Số 87 giá 1,3 triệu. Đó là con Sony. Mã Sony còn cả tem luôn. Mã số 1,3 triệu. CDP 570. Xuống tiếp tục phía dưới đó là con Đờn Đông. Con Đờn Đông này con CDC 780, tất cả đẹp hết nhé, không có xuất sắc gì đâu, xuất sắc đẹp sẽ báo. Số 88 giá 1,9 triệu, 88 giá 1,9 triệu luôn. Và xuống tiếp phía dưới đây nữa đó là con Đờn Đông số 900, số 89 2,3 triệu. Con Đờn Đông CDC DCD 900 Đờn Đông 2,3 triệu. Con này thì tuyệt, đẻ tuyệt vời rồi, một đường chỉ kẻ đây, đẹp tuyệt vời. Và xuống phía dưới này nữa, tiếp tục nữa đó là con Panasonic, con này Panasonic SLPG 440, con này là các bác có thể về bỏ cái giá này đi nhé, cái giá khung ở ngoài này, cái này để gắn vào tủ âm thanh, các bác không thích thì bác bỏ đi, thì cái đầu này nó chơi như này thôi. Đấy. Con này con số 90 giá 1,6 triệu, bác nào không thích thì em sẽ tháo hộ cho luôn. 1,6 triệu nha. SLPG 440 optical quit này có hết này. Ao này. Và xuống phía dưới này nữa đó là con CD Toa, dòng này thương hiệu rất rất là nổi tiếng, bền bền bỉ, độ bền bỉ, thương hiệu Toa này, CD 30 Toa, con số 91 giá 800.000, CD của Toa, hãng thương hiệu Toa. Và cuối cùng đó là con đĩa LD Pioneer, Pioneer CLD 7, đĩa LD đấy, đĩa to đấy, số 92 giá 1,3 triệu. Đấy, bắt đầu có nhu cầu thì liên hệ em, cảm ơn nhé.